Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu bọc lô máy cưa xích Nhật bãi này. Đấy, lô này sẽ gồm có máy cưa xích và máy tỉa hàng rào các bác nhé. Thì lô là số chữ S các bác nhé, sẽ gồm có máy Sidewa 350 VIP này, Komatsu Hupana Sidewa Echo và hai con tay cụt rất là đẹp các bác nhé. Rồi, thì đầu tiên bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé. Rồi, sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món theo kèm là rũa tiếp và tô vít này. Em xin phép giới thiệu luôn cái lô máy ngày hôm nay. Bên em bán hàng thì có ship hàng toàn quốc cho bác luôn nhé. Và tất cả những sản phẩm thì sẽ được bảo hành là 9 tháng cho bác nhé. Rồi, rất đẹp luôn các bác đây. Đầu tiên ngày hôm nay thì em có con máy tỉa bờ rào nhé. Một con máy cho các bác nào cắt cây cảnh bonsai, cắt chè đốn chè hàng Nhật bãi này. Con này là máy đến từ thương hiệu Komatsu nhé. Mã của nó HT751 này. Hàng Komatsu này là cực kỳ chất lượng này. Con này lưỡi cực kỳ đẹp này các bác này. Đó, lưỡi như chưa xài luôn các bác nhé. Lưỡi như chưa xài. Con này thì được trang bị động cơ của nó, động cơ Komatsu 23cc đồng 32 ly, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chế Amro. Trọng lượng máy này 5kg, hàng một lưỡi nhá. Cái lưỡi con này quá đẹp rồi, lưỡi của nó dài 75, như mới như chưa xài này. Đấy, chắc chỉ cắt 1-2 lần thôi. Chắc chỉ cắt 1-2 lần thôi các bác nhé. Máy rất là đẹp luôn này. Lưỡi này quá xuất sắc luôn các bác nhé. Ốc áng 7 màu này, rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, con này thì hàng Nhật bãi zin nguyên bản 100%, chạy thì rất tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt thì độ bền rất là cao. Rồi, con này thì một con cắt rào nhá, cắt cây cảnh bonsai đấy, đốn tre. Con này thì bán cho anh em giá là 1.700.000 nhá, 1.700.000 bao phí ship này. Máy thì có chủ trợ lực luôn, con giật rất là nhẹ. Em test nổ này nhá, con tỉa bờ rào giá là 1.700.000 bao phí ship và máy rất là vip luôn nhá. Rồi tiếp theo thì đến lô máy cưa. Thì sản phẩm khi bác mua cưa xích thì gồm 3 món là rũa tiếp tô vít nhá. Lô chữ cưa này S1 ngày hôm nay thì em có con máy tay cụt Makita rất đẹp luôn các bác nhá. Một máy quá đẹp luôn này. Con này thì Makita chạy 2 bạc cực kỳ mạnh nhá. Mã của nó là MDE331 này, 33cc nòng 37 ly. Đây là một trong những dòng tay cụt cắt cực kỳ là ngon, thương hiệu Makita, rất là vip luôn. Máy các bác nhìn này, quá là mới, ốc áng 7 màu nhá. Đây các bác nhìn cái bộ lam xích của nó này, như chưa xài luôn, cực kỳ xuất sắc. Đi theo máy sẽ là cái lam mật cắt 35, lam 40 xích chung 91. Máy thì đương nhiên rồi, thắng xích đủ cả, chuột giật trợ lực đủ cả cho các bác nhá. Con máy này thì hàng thiếu thùng, đẹp 95%. Trọng lượng máy con này là 4kg. Máy này vô vọng này, quá đẹp luôn này các bác nhá. Đó, các bác là mua con máy này về cắt leo trèo tỉa cành, cắt rào, cắt nhánh, cắt xung quanh vườn nhà, phải nói là super vip luôn. Super vip, máy thì quá nét rồi. Hàng thiếu thùng cho em thôi các bác nhé. Rồi, con này thì giá của nó 1.900.000 này, bao phí ship. S1 giá 1.900.000 bao phí ship nhé. Em test nổ S1 cho các bác này, máy quá xuất sắc rồi. Con này thì găng ti em chỉnh hơi cao chút xíu rồi các bác nhé. Rồi ok, chỉnh trở lại cực kỳ là ngon cho các bác. S1 giá 1.900.000 này, bao phí ship. Máy đẹp xuất sắc luôn. Rồi tiếp theo S2 thì có con tay cụt nữa. Nhưng con tay cụt này phải nói là cụt rất là vip luôn. Con này là hàng gọi là tay cụt cỡ lớn nhá, công suất lớn cho các bác nào. Mình đang tìm kiếm con máy mà kiểu cắt tay cụt nhưng cắt chuyên nghiệp, chuyên đi leo trèo tỉa cành, chuyên đi cắt gọi là một công suất lớn. Con này là con Zenoth Komatsu, hàng này là hàng VIP, hàng hiếm các bác nhé, hàng siêu hẹ luôn. Đó. Con này thì Zenoth này, con này mã của nó là GZ3500 T. Con này thì được cho mình 35cc này, nòng 39 ly cho bác luôn nhé. Máy chạy 2 bạc cực kỳ là mạnh luôn. Đi theo máy sẽ là cái lam của nó này, lam mặt cắt 35, lam 40 xích chung 91. Trọng lượng máy có rơi tầm 4kg trên xíu nhá. Sẽ được trang bị chủ trợ lực lớn cho các bác này.
dòng Genoa thì phải nói là chạy quá là bền, quá là ngon luôn, cực kỳ lực, cực kỳ khỏe nhá. Hàng Genoa Komatsu là một những cái hàng mà các công trình rồi, máy sẽ rất là bền, rất là chất lượng, quá chất lượng luôn. Con này thì S2 giá 2,3 triệu, bao phí ship nhá, con này 35cc luôn. Đó, cực kỳ là mạnh. Dòng này thì cắt vanh gỗ tầm 40, 45, 50 thoải mái luôn. Đường kính 45, 50 thoải mái luôn. Rất là mạnh cho các bác luôn. Khi các bác cắt vào tải thì quá sướng luôn rồi. Quá chất lượng. Và S2 này giá 2,3 triệu nhá. Bao phí ship cho các bác này. Test nổ S2 cho các bác nhá. Lực luôn ạ. Qua này giá 2,3 triệu, S2 giá 2,3 triệu, bao ship nhá. Giờ tiếp theo này, tiếp theo của S3. S3 ngày hôm nay thì em có con máy là Echo Green, một con Echo Green nóng đứng cực kỳ là ngon, đời cao nhá. Con này thì mã của nó là GC35, thì tất cả những phiên bản máy Green này thì chạy cực kỳ lợi xăng cho bác nhá. Máy đẹp trắng tinh khôi luôn. Con này sẽ được trang bị cái lam mặt cắt 35, lam 40, xích chung 91. Các bác hạ cây đứng cắt trong gia đình cực kỳ là ngon. Con này thì sẽ được trang bị trục giật trợ lực lớn này, giúp các bác nào đặc biệt có tuổi rồi, mình giật máy nó một cách rất là nhẹ nhàng và rất là lợi xăng, rất là nhạy nổ. Trọng lượng máy con này 5kg. Đó, con này hạ cây đứng các kiểu cực kỳ là ngon nhé. Cắt trong gia đình của nó là super VIP luôn. Với cái trục giật này thì giúp các bác nào vận hành máy nó cực kỳ nhạy nổ luôn, trong mọi điều kiện thời tiết luôn nhá. Đó, dòng Echo thì phải nói là quá VIP rồi, chạy rất là bền loại xăng. Phiên bản Green này thì quá là VIP luôn. Rồi, con S3 giá 2,3 triệu nhá, bao phí ship này. Đó, một con máy dành cho bác là lớn tuổi rồi. Bác muốn mua con máy sử dụng gia đình cực kỳ dễ dàng vận hành và cực kỳ là ngon thì các bác phải tham khảo nhá. Con này phải nói là chạy cực kỳ VIP rồi, quá lợi xăng, đặc biệt thì các bác xài mới xài máy cưa lần đầu thì quá dễ dàng sử dụng luôn. Test nổ này. Rất là nhạy nổ, cực kỳ là VIP luôn. Rồi, con này thì S3 này giá 2,3 triệu, bao phí ship cho bác nhá. Tiếp theo con S4. S4 ngày hôm nay thì em có con Sideowa, một con khai thác tầm trung, một thương hiệu cưa thì có hàng đầu Nhật Bản rồi. Đây là con Sideowa 360. Lam con này rất là dài nhá. Lam của nó là mặt cắt lên tới là tầm 42 nhá. Lam rất là dài, mặt cắt 42, lam tầm 45. Máy thì sẽ được trang bị lam Latin, xích chung 91 nhá. Thì cái dòng này thì các bác đi cắt khai thác tầm trung, hạ cây đứng, vanh gỗ tầm đường kính là 45-50 thoải mái luôn nhé. Trọng lượng của nó rất là nhẹ nhàng, trọng lượng con này rơi tầm 5,5kg thôi. Máy thì thích hợp cho các bác nào mình đi cắt keo, quế, mỡ, xoan, xiếc này. Các bác đặc biệt thích dòng Sideowa. Sideowa thì phải nói chạy cực kỳ chất lượng rồi, độ bền nó rất là cao. Nó là dòng máy hệ đấy, nó đồ đạc cực kỳ là nhiều luôn. Dòng này phải nói tua rất là lớn. S4 có Sideowa 360. Sideowa thì các bác nào mà mình muốn xài những cái dòng máy Nhật của phiên bản cao cấp nhất, VIP nhất, sử dụng ngon nhất thì các bác cứ chọn Sideowa cho em. Chạy không phải nghĩ luôn rồi. Tất cả máy móc của nó ấy, cưa cắt cỏ, phát điện các kiểu này, rất chất lượng luôn. Rồi, con S4 này, con này 36cc nòng 40mm nhá. Giá 2,8 triệu, máy thích hợp cho các bác đi khai thác tầm trung nhá. Test nổ S4 cho các bác này. Oh,
S4 giá 2,8 triệu. Bao phí ship này. Tiếp theo này, S5 ngày hôm nay thì em có con Hupana. Con Hupana một phiên bản một cái thương hiệu cưa mà rất được nhiều các bác ưa chuộng, đặc biệt ở ngoài miền Bắc. Đó. Con này thì Hupana 137, máy được trang bị số là 37cc, nòng 40 ly, một con khai thác tầm trung phải nói là rất là VIP slip luôn. Con này thì sẽ được trang bị cái trọng lượng nó nhẹ nhàng thôi, 5kg, chụp giật trợ lực lớn. Lam của nó mặt cắt 35, lam 40, xích chung 91. Sẽ giúp các bác nào mình đang tìm kiếm con máy nhẹ nhàng, phải nói lúc đầu là nhẹ nhàng, mà tua lớn nhá, tua cực kỳ là mạnh luôn, hạ cây đứng. Các bác hạ cây đứng banh gỗ tầm 40-45, các bác đang tìm kiếm con máy nhẹ nhàng, di chuyển trên những cái địa hình mà khó khăn, hoặc các bác leo trèo tỉa cành, muốn mua con máy mà xài cực kỳ là ngon thì các bác có thể tham khảo nhé. Dòng này thì các bác cho các bác cắt cả ngày luôn. Độ bền nó rất là cao, độ trâu bò nó khỏi bàn rồi. Riêng si đâu qua, riêng Hupana, Hupana đến thương hiệu nó thương hiệu toàn cầu rồi, quá là nổi tiếng rồi. Máy móc của nó cực kỳ chất lượng. Những cái con này thì hơi háng của nó lúc nào bên trong cũng nguyên sọc vân ngang đẹp 95-97% luôn, rất xuất sắc cho các bác nhá. Chạy thì cực kỳ là phê luôn, riêng dòng này chạy cực kỳ là phê luôn cho các bác nhá. Rồi, con này thì S5 này giá là 2,7 triệu, bao phí ship nhá. Em test cho các bác cảm nhận cái tiếng máy của con Hupana 137 nhá. Đây, cực kỳ êm luôn, êm như gió thổi luôn. Hupana thì độ bền và độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì cực kỳ là tốt rồi, cực kỳ là tốt rồi. Đó. Rồi, con S5 giá 2,7 triệu, bao phí ship đây. Tiếp theo em có con S6, con này thì từ thương hiệu của Komatsu đây. Con này là Komatsu 3,5 nhá, tèm dù nhưng động cơ cái Komatsu. Con này thì mã của nó là MCZ355, được trang bị công suất là 35cc, nòng 40 ly. Đi theo máy sẽ là cái lam của nó mặt cắt là 40, lam 45 này. Con này thì cắt tầm trung các kiểu, hạ cây đứng các kiểu rất là ngon luôn. Riêng các bác nào đang tìm kiếm những cái dòng Komatsu và quen xài máy Komatsu các bác rồi, máy xài cực kỳ êm, cực kỳ chất lượng. Dòng máy này thì nó chạy độ êm ái của nó thì phải nói là khỏi bàn rồi, khỏi bàn rồi. Đó, trọng lượng máy 5kg, giảm giật của nó bằng lò xo trước hết nhá, cho cái độ mà khi các bác giật vận hành nhá, nó chạy cực kỳ là êm. Rồi, con này sẽ được trang bị chụp giật trợ lực lớn to chà bá này, giúp các bác giật nó rất là nhẹ, siêu nhẹ nổ luôn. Đặc biệt các bác có tuổi rồi. Rồi, S6 này giá 2,7 triệu nhá, bao phí ship này. Nói giờ rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái luôn. Rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Vâng, vâng. Rồi, S6 giá 2,7 triệu, bao phí ship đây. Tiếp theo, cuối cùng ngày hôm nay thì em có con cưa nồi đồng cuối đá hệ anh em miền Tây. Trời nó hơi tối rồi, các bác xem thì các bác thông cảm giúp em nhé. Con này là con CDOA 350, một dòng máy là cực kỳ VIP luôn nhé. CDOA 350 phải nói là chắc em không phải giới thiệu rồi, nó là một trong những dòng máy mà phải nói siêu bền luôn. Độ bền của nó phải cực kỳ là cao, chuyên dụng cho các bác nào mình đi cắt dừa, cắt mướn, cắt kiểu kiếm tiền, cắt thuê, chuyên dụng nhá. Đang tìm kiếm con máy mà phải nói là siêu bền thì có thể tham khảo. Con này thì lam xích quá đẹp luôn, bộ lam xích này ăn tiền luôn nhá. Lam của nó là lam mặt cắt là 40, lam 45, lam CDOA nguyên bản, cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bác này. Đó. Con máy này sẽ được trang bị là nòng là 37 ly nhá, 35cc nòng 37 ly. Là một cái trong những phiên bản mà phải nói là độ bền rất là cao, nồi đồng cối đá sẽ siêu trâu bò luôn. Cái độ tiêu hao nhiên liệu của nó cực kỳ VIP rồi, ăn xăng như máy cắt cỏ luôn, siêu loại xăng luôn nhá. Con này đi cắt thì cực kỳ kinh tế luôn,
độ bền nó, về độ hỏng vặt của nó thì phải nói là hầu như là bằng không, rất là bền, rất là trâu bò luôn đó. Con này thì S7 này, trọng lượng máy của nó rơi tầm 5,5 kg nhá, giá của nó 3,3 triệu, bao phí ship cho bác nhá. Đó rồi, em test nổ con cuối cùng ngày hôm nay cho bác nhá. Trời hơi tối rồi, em test nổ con S7 này. Nghĩ rồi. Rồi ok, con cuối cùng S7 giá 3,3 triệu, bao phí ship cho bác nhé. Đó ok, thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 này 123320. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.